Okay, sorry, I'm out. Okay, bây giờ con tiếp tục đọc cho cô một cái so sánh, cái ví dụ mình so sánh nhất ha. Ví dụ như con nói con là lớn nhất trong nhà, là đứa trẻ lớn nhất trong là trong nhà, con là già nhất. I am the già là đúng rồi. Older student. In my family. Đúng rồi, in my family đúng không? Rồi, ví dụ như con nói con là học. Ok, con nói là ok, con có thể nói là con thử nói cho cô một câu. Anh ấy là thông minh nhất lớp. He is the most most intelligent student in his class. Very good, in his class, đúng không? Đó, con hiểu rồi đúng không? Đó là cái so sánh nhất. Thật ra cái này con được học rồi chứ không phải là không. Thật rồi, đó là những tính từ có quy tắc. Còn một số tính từ bất quy tắc như là chữ good, đúng không? Good, thì cái so sánh hơn của nó là better. Và so sánh nhất của nó là the best. Yeah, bad. So sánh hơn của nó sẽ là worst. Và so sánh nhất của nó sẽ là the worst. Được chưa? Rồi chữ gì đã nhờ? Chữ fur, chữ far, chữ xa. So sánh hơn của nó là further. Và so sánh nhất của nó là furthest. Rồi, để cô xem, cô nhớ xem còn chữ gì nữa nào. Furthest. Ok, tạm thời là cô chỉ nhớ được ba từ như này thôi. Khi làm bài tập đến đâu thì mình sẽ nhớ đến đó. Rồi, đó là so sánh nhất. Bây giờ đến so sánh bằng. So sánh bằng tức là như thế nào? So sánh bằng thì con sẽ có chủ ngữ cộng to be cộng as cộng với tính từ cộng với as. Yeah, cộng chấm chấm. Có nghĩa là cô cho một ví dụ trước đã. He is as intelligent as me. Có nghĩa là anh ấy thông minh như tôi. Đó, đó là so sánh bằng. Tức là hai người ngang bằng nhau, người ta gọi là so sánh bằng. Mình dùng as cái gì đó as. Được chưa? Bây giờ con cho thử cô một ví dụ là con nói là cô ấy cao bằng tôi. She is as tall as me. Đúng rồi. Bây giờ con nói ok, bây giờ con có thể nói là ok, con có thể nói là tôi chăm chỉ như cô ấy. She I am as chăm chỉ. Hard gì? Hard working đúng không? Hard working at her. Chính xác đúng rồi. Đó, đó, được chưa? Thì nếu là câu phủ định thì mình chỉ cần thêm not vào thôi, đúng không? Ví dụ như con muốn nói là tôi không thông minh được như cô ấy thì con sẽ nói I am not as clever as her. Đó là hình thức phủ định của nó.
Rồi bây giờ mình sẽ thử làm một số bài tập ha. Ok, where is it here? Rồi, Xuân có thấy màn hình không? Yeah. Ok, thì bây giờ con sẽ điền dạng đúng của từ vào chỗ trống sao cho phù hợp với ngữ cảnh của câu. Rồi, câu số 1 nè. Mom's watch is cái gì đó, then my. Mình sẽ dùng từ gì? Mom watch is more expensive. Chính xác. Ở đây là so sánh hơn. Rõ ràng mình thấy chữ than thì nó là so sánh hơn đúng không? Rồi câu số 2. She lives in a really cái gì đó như là she lives in a really beautiful villa. Đúng, chính xác, really a beautiful villa. Nó không có là so sánh gì hết, chỉ là tính từ bình thường thôi. Câu số 3. Có thấy chữ the nè. Thì mình sẽ dùng câu so sánh gì? So sánh nhất. Chính xác. She is the best. Đúng rồi. Đúng rồi. Any player of Australia. Chính xác. Cái so sánh nhất của chữ good là chữ best. Rồi, câu số 4. This luggage is she luggage is heavier than mine. Đúng rồi. Câu số 5. He run quickly. Okay. Quicker. Đó là không. Bởi con dùng chữ quickly là đúng rồi. Ok. Con dùng chữ quickly bởi vì chữ run thì mình phải dùng quickly. Thì ở đây nó là so sánh hơn với trạng từ chứ nó không phải là tính từ, thì nó phải là more quickly nha. Vì đây là trạng từ dài, nó không phải là trạng từ ngắn. Rồi, câu số 6 ạ. Layla is taller than Henry, but Sophia is the tallest. Good job. Okay, very good. Excellent. Very clever. Câu số 7. Câu số 7. Câu số 7. Hi. Ok, đây là so sánh với danh từ đúng không? Ok, con chưa chỉ đến cái phần so sánh với danh từ này cho con có thể làm được cái con hiểu ok thôi. À, câu này thì mình dịch theo hiểu nghĩa cũng được nè. Kai đọc nhiều sách hơn Daniel, nhưng Tom đọc nhiều nhất. Thì so sánh hơn của chữ many là chữ more. Nha. So sánh hơn của chữ many là chữ more, và chữ so sánh nhất của nó là most, đúng không? Rồi, con thử làm câu số 7 cho cô nè. Kai reads more books than Daniel, but Tom reads the most. Chính xác, có nghĩa là Kai đọc nhiều sách hơn Daniel, nhưng Tom đọc sách nhiều nhất. Yeah. Rồi, câu số 8 nè. French is as beautiful as London. Thank you so much. That is correct. Nice. My brother is 3 years. My younger is 3 years
younger than me. Đúng rồi, có nghĩa là trẻ hơn tôi 3 tuổi đó. Đó. Khi con muốn nói cụ thể là nhỏ hơn mấy tuổi thì con có thể nói như vậy. Được chưa? Câu thêm cái số 5 vào trước cái tính từ. Rồi, câu số 10 nào. This were the bad. Ok. Bad. So sánh nhất của that là gì? Còn nhớ không? So sánh nhất của worst. Yeah, worst. Yeah. The worst. Right. Worst. Câu số 11 nè. Fluent là trôi chảy. I speak French fluent now. Fluent now. Fluent mình sẽ dùng gì? Fluent or more fluent? Fluent. Okay, fluent. Could you write? Gì đây? Could you write clean? Mình dùng tính từ hay trạng từ? Clear. Đúng rồi, more clearly. Đúng không? Mình dùng trạng từ. Trạng từ hay âm tiết thì mình thêm chữ more vào để thể hiện cái so sánh hơn nha. Đó, cô chưa chỉ cho con về cái so sánh hơn đối với trạng từ. Tuy nhiên thì nó cũng dễ hiểu thôi. Mình còn có thể làm bài tập và mình hiểu thêm được nó. Hôm sau cô sẽ tiếp tiếp cho nha. Rồi, câu số 13 nè. Cameroon can run. Cameroon can run faster. Đúng rồi, faster. Ok. Rõ ràng ở run này thì mình phải một trạng, mình phải dùng một trạng từ đúng không? Tuy nhiên fast là một tính từ và trạng từ của nó cũng là fast luôn. Đúng chưa? Thì bây giờ fast này là một trạng từ ngắn thì mình sẽ dùng faster. Nó không khác gì cả. Rồi câu số 14 nè. Our team layer worse. Đúng rồi. The worst of all. Tệ nhất trong tất cả, đúng không? Câu số 15. He worked harder. Đúng rồi, harder. Tương tự. Đúng rồi, chính xác. Rồi, bây giờ mình sắp xếp lại câu so sánh nha. Con nhìn cái những cái từ này và con đọc cho cô tạo thành một câu. Nó là so sánh hơn, so sánh nhất hoặc là so sánh bằng. Ok. Ok, let's try with number one. Julia is taller than her friend. Đúng rồi, chính xác. Câu số 2 nè. Câu số 2 mình sẽ dùng. A banana. No, not sweet. A banana. Mình dùng so sánh gì? So sánh hơn, so sánh nhất hay so sánh bằng? So sánh. Hơn. So sánh hơn, ok, mình dùng so sánh hơn. Hoặc là mình dùng so sánh bằng cũng được đúng không? Và con đọc một câu so sánh hơn nè. Cô sẽ đọc cho con câu so sánh bằng. So sánh hơn con đọc nè. Banana is not sweeter than an apple. Đúng rồi. Còn câu so sánh bằng á, nó sẽ là a banana is not as sweet as an apple. Ok. It's okay. Thì con nói cả hai nha. Rồi, câu số 3 nào. Con thử câu số 3, con sẽ nói một câu so sánh bằng cho con. A fish is not big as an elephant. Chính xác. Câu số
Bốn à? This dress. Tôi dùng so sánh hơn à? This dress is more pretty than that one. Đúng rồi, câu số 5 nào. Câu số 5 nhầm so sánh bằng nào. The weather is not hot as yesterday. Ok, nhớ có động từ to be nha. The weather is not as hot as yesterday. Rồi, câu số 4 nào. A rose. A rose. The rose và a witch. Mình có hai thứ thì nó sẽ là so sánh hơn hoặc là so sánh bằng, đúng không? Rose là hoa hồng. Hoa hồng. Witch là Witch là cỏ dại. Yeah. A rose is beautiful than a rose. Đúng không? Rồi, câu số 7 nè. A cat is more intelligent. Okay, right. Câu số 8 nào. Whom is friendly as mean. Đúng không? Wow, great job. That's right. Đúng không? Mình hiểu cách nha. Rồi. Câu này, bài này sẽ khó hơn nha. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. I've never met any more handsome person than Green. Con hiểu câu này không? Con hiểu câu này không? Tôi chưa từng gặp bất kỳ ai mà đẹp trai hơn Green. Thì Green là? Green is the handsome the thì mình có chữ gì nữa? Handsome là từ dài thì mình sẽ dùng bốn rồi. The most handsome, đúng không? Is the most handsome. Thêm chữ person cũng được mà không cũng được nha. Rồi, câu số 2 nào. In my opinion, there is no one as kind-hearted as my grandmother. My grandmother is more kind-hearted. More hả? More hơn ai? More thì phải hơn ai, đúng không? Bây giờ mình dùng so sánh gì? So sánh nhất chứ, đúng không? Câu này này, trong quan điểm của tôi ấy là không có ai tốt bụng như là bà của tôi hết trơn á. Rồi, thì con viết lại là bà tôi là người tốt nhất, đúng không? Rồi, my grandmother is the most. Đúng rồi, the most kind-hearted, đúng không? Đó, đúng không? Rồi, câu số 3 nào. Tương tự. John is
Con dịch được câu đầu tiên không? Không có, bắt không có học sinh nào thông minh hơn John trong cái trường này. Thì John là? John is the most intelligent student in this school. Chính xác, rồi. Rồi, câu số 4 nè. This is the most intelligent. This. I have. Ok, câu này khó hơn, câu này khó hơn. I have the. No, bây giờ từ từ nha. Mình sẽ xem cái câu này nè. Thì con sẽ bắt trước cái câu này mà viết lại nè. I never met any more handsome person than Green. Và con sẽ viết lại là Green là the most handsome person, đúng không? Thì bây giờ con sẽ đảo ngược lại là cái câu lúc nãy á, là Green, cái câu đầu tiên là câu Green is the most handsome person. Thì con sẽ viết lại cái câu này nè. I have never met. Sao? Đây là món ăn ngon nhất mà tôi đã từng thử. I have never met. Đúng không? Đổi thành met thành tasted. Any dish more delicious than it. Đúng không? Tôi chưa bao giờ thử bất kỳ một cái món ăn nào mà ngon hơn cái món này. Rồi. Have you got any bag smaller than that one? Bạn có cái túi nào nó nhỏ hơn cái túi này được không? Is this? Is it the most smaller? The most smallest? No. Smallest thì là tính từ ngắn thì chỉ có smallest đúng không? Bag. Đúng rồi. Is it the smallest bag? Bên cạnh mình có hỏi, ê mày có cái túi nào nó nhỏ hơn cái túi này không? Thì con có thể nói là, ê đây có phải là cái túi nhỏ nhất của bạn không? Đúng không? Đó, đồng nghĩa đúng không? Rồi, bài viết lại câu hơi khó một xíu. Tuy nhiên thì con học cái phần cơ bản rất là tốt rồi. Nên là con muốn nâng cao hơn cho con nha. Ok, thank you so much. I think that's all for today. And see you on Thursday. Ok, see you on Thursday. We will move to the Unit 5. Thế nào mình sẽ học Unit 5 ha. Thank you so much and bye bye. Bye teacher, see you again.